hợp những tình huống hài hước và bá đạo khiến người xem cười té ghế. And Ok, sao mà ngang ngược thế nhở? Tao lại mày rồi. Ủa mày lại mày luôn. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Haha, trình độ lái xe đã lên một tầm cao mới. Lỗi là do xe chứ không phải là do người đâu nhá. Chú gà chăm chỉ tìm mồi bên chiếc xe. Sau một hồi loay hoay thì đây là cái kết. Hả? Bất ngờ chưa bà già? Bất ngờ chưa ông bà già? Gà ta quệt cho vài đường cơ bản là con xe trông có hoa văn họa tiết sang chảnh hơn hẳn. Sống ảo cỡ này mới gọi là đỉnh cao này các bạn ơi. Chiu. Thế nào, đã đẹp tuyệt vời ông mặt trời chưa? Xuất sắc chưa? Chụp hình nó phải như thế. Hy sinh hết mình, nhận ngay cái kết hết hồn. Tiếp nối là một quái xế siêu siêu đỉnh. Đi đến đâu là bao đến đấy. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Cái cây nó có tội tình gì đâu mà ra sức kéo lê kéo lết nó không biết. Đúng là một khi con gái lái xe là có chuyện. Pha xử lý này xin phép từ chối hiểu. Mình thấy nhà mình ăn ở cũng tốt lắm, chả báo hại ai bao giờ. Vậy mà chả hiểu sao. Hả? Ôi trời ơi. Toàn gặp những thứ trời ơi đất hỡi từ đâu rơi xuống. Cuộc sống này thật là khó khăn. Đàn ơi, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thôi là đã có cơ hội gặp biến tăng. Hết hồn hết vía. Đứng yên thôi cũng dính trưởng. Phát đấy mà tao què là tao bám mày cả đời đó con. Anh chỉ thể hiện một lần duy nhất cùng chiêm ngưỡng nhá. Ôi trời ơi, skill này lạ lắm. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, nuốt lưỡi không chờ phát nào. Đấy, ai đang ế thì cũng đừng có sợ, cứ đứng yên tình yêu sẽ tự khắc tìm đến. Sau khi xe tải học được 72 phép thần thông biến hóa kiểu... Kiểu rồi chứ, biết sao nhờ, đây dù xin lỗi được chưa? Kiếp nạn này đúng thật là gian nan. Ở đây sương khói mở nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Ê nhầm, ai biết mình đâu thấy đường về mới đúng chứ. Khi bố mẹ lỡ đưa con ra phố đi bộ kiểu... Ôi giời ơi, đỉnh vậy con. Nhịp nào chắc nhịp đấy, dẻo còn hơn kẹo kéo nữa. Đúng là tuổi trẻ tài cao, có tiềm năng con nhá. Xem xong cái này không biết ai là chủ, ai là tớ luôn á trời ơi. Ô là rồi, vậy luôn á hả rồi. Mở tivi tiếng mưa đồ, nằm ngủ đồ đắp mền đồ, ngủ cái gối con chó đồ, nè gối này cũng con chó luôn, dữ thần vậy trời. Mấy bà vào coi xem có được không, đúng là sướng như chó là có thật. Còn tôi đích thị là một con sen trong truyền thuyết. Ơ kìa đằng xa đã thấy ai, ông già Noel phiên bản lạ lắm à nha. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Liêu siêu liệu siệu chân nọ đá chân kia. Ủa, rồi ai mượn ông diện đồ giống hot girl vậy? Sao rẻ quá đi à? Nghỉ giải lao xả gì chết một tí thôi mà gặp ngay biến tăng kiểu. Cái nào đây? Hello mấy cưng. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi trời ơi. Ô là trời, cái quái gì thế này? Hai anh chị đè lên nhau mà chuồn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cá sấu kiểu,
ghé vào chơi tí thôi, làm gì mà căng dữ vậy mấy ba mấy má. Hey boy, sao đứng chặn đầu xe em vậy anh yêu? Có vẻ như anh người yêu đã phát hiện ra một điều bất thường. Vũ trụ gửi tín hiệu, anh được tặng hai cái sừng. Đố bắt được em, đố anh bắt được em, không bắt được làm chó. Nhưng mà khổ một cái là vẫn chưa tìm ra được, cày thế chứ. Thanh niên kia cũng khổ đấy, đúng là trà xanh bao giờ cũng nhanh. Đây là cô gái xinh đẹp nhưng hành động sau đó thì thật là điên rồ. Cởi áo vứt thùng rác. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Không hiểu luôn á. Ủa, rồi cô này với ông kia là gì của nhau? Sao ánh mắt cô lại sợ hãi như vậy? Thám tử nào biết thì comment phía dưới giải đáp hộ mình cái nhá. Thank you. Ra quán làm tóc ngầu lòi để đi chơi với người yêu. Nhưng vì cái độ tí ta tí tánh mà anh ta đã... Mày ngu lắm. Đã tự hủy mình không còn đường lui. Mới sợt nhẹ thôi mà nó bay nguyên mảng tóc. Lạ thật đấy. Lỡ khen nhỏ bạn hát hay. Và đây là cái kết. Nó ở cái tầm chất. Kinh điển chưa? Tuyệt vời chưa? Cứ phải gọi là đẳng cấp vũ trụ. Cho xin một tràng pháo tay nhiệt liệt đi các bạn ơi. Vợ bảo hôm nay để vợ làm xế. Tự nhiên thấy hoang sở mang quá đi à? Nope. Kiểu kiểu gì? Hả? cứu tôi với, không ổn rồi anh em ạ. Giao xe cho vợ đúng là một tội ác mà. Đây có lẽ là liều thuốc bổ nhất mà tôi từng thấy. Chỉ một cái ngửi là lá. Ôi trời ơi. Là sức mạnh tăng thêm vạn lần. Mới đầu tưởng ngất xỉu cấp cứu tới nơi, ai dè trùng cuối quay xe gắt quá. Nói tóm lại là ảo, quá ư là ảo. Để đấy, sau khi lên hội lên thuyền của mình Viva Vivu một vòng thế giới, bắt gặp những cảnh tượng ối rồi ôi làng nước ơi, thì các bạn cảm thấy thế nào? Có cười thả ga là thoải mái chứ nhở? Nếu mà chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Vũ trụ 2 sẽ đưa bạn bay cao bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!